chạy thẳng thôi nhá. 1, 2, 3. Hi, xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Mình là TK và hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với The Outlast 2 cùng với thằng bạn của tôi. Thì ok, không linh tinh lên thiên nữa thì cái con game này thì chắc hẳn là ai cũng biết rồi. Thật ra thì trước tôi đã chơi Outlast 1 nhưng mà Outlast 2 thì tôi chưa trải nghiệm. Thì lần này tôi sẽ trải nghiệm xem là cái cảm giác chơi Outlast xem là như thế nào. Anh em cùng đón xem nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào game. Ôi. Chúng mình thôi. Để trải nghiệm game thì chúng ta sẽ chơi chế độ trung bình. Sau này thì tôi sẽ chơi điên loạn sau. Ok. Máu me, nội dung khiêu dâm, what the fuck, và ngôn từ có thể không phù hợp với một số lứa tuổi. Là một nhà báo Lynn Lemon. Thôi bỏ qua đi, đéo đọc nhiều. Anh em nào muốn đọc thì pause xe lại. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm game là chính, để xem cái cảm giác sợ hãi ở trong này nó như thế nào. Ở phần 1 cũng khá là sợ hãi nhưng mà tôi hết rồi. Làm ơn đi break. What the hell? Mấy chồng mèo. Rồi, em xin rồi. Mày thấy cái trình độ quay phim của tao không? Mày chất chưa? Úi dồi ôi, thôi xong. Thôi xong. Thôi xong. Lin. Linh luôn rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đã vào game. Hiện tại thì tôi đang ở bệnh viện à mày? Đây là trường học, đây chắc là trường học. Bệnh viện. Anh em máy bay về trường học làm gì? Ê, gì đây? Chú má. Đây là trường học, mẹ thằng bệnh viện đéo bệnh viện. Lâu. Nhớ bệnh viện có là thánh giá này. Ủa anh ơi, cái gì ơi, em đéo hiểu sao em đi máy bay em bị lạc, em bị đéo hiểu sao em lại chui vào đây mẹ rồi. Thôi anh ơi, chui cho mày chạy ra đấy, đi mẹ vào bóng tối rồi. Ô một em gái máu lùn á, what the hell. Chúng ta không ở đây một mình. Tao biết mày ở nhiều làng rồi. Một trải nghiệm rất là sướng. Chưa không mày? Sau vụ tai nạn đấy thì... có vẻ như là lúc nãy là chúng ta đã mơ về một ký ức nào đó. Thì sau một vụ tai nạn thì chúng ta bây giờ... Chúng ta bây giờ phải dậy. Không biết là em Lin của chúng ta đâu rồi. Còn dù người chết trên camera vẫn sống. Rồi. Đây là bước đầu tiên của chúng ta là đi tìm Lin thì... Chúng ta đi tìm kiểu gì đây? Oh my god. Rồi. Chú ơi là... Chú ơi là... Không có gì cả, cô ấy không ở đây. Lin! Lin! Lin ơi! Oh my god! Oh my god! Đây có phải là thằng phi công không nhỉ? Okay. Chim to. Chim to vãi nồi. Tránh trường hợp nào đang ăn mà xem phim này nhá. What? Rồi thay phim nhá. Được, quay nốt đã. Đây là một ngôi làng. Cứ thay đi, không tí nữa mẹ ma rồi mày đi mẹ à. Nếu có ma trong ngoài mày. Đây là một ngôi làng. Ngôi làng nhỏ của chúng ta. Ngôi làng nhỏ của chúng ta có một cối xay gió. Chế độ ban đêm lên đủ mãi. Mày không nhìn thấy được à, mà chế độ ban đêm. Nhìn chói mắt ra. Ôi, đéo dính này. Ngôi làng nhỏ của chúng ta có nhà thờ và một chiếc chuông. Nhà thờ và một chiếc chuông thì ở đây có một cái bồ cào. Và không biết ở trong nhà này có ai không. Hello baby. Hello. Ê. Em ơi. Mở cửa em ơi. Cửa bị khóa, đeo phát cửa nhỉ. Đạp cửa đây. Đã đạp luôn. Xung quanh chúng ta có rất nhiều xương rồng. Và về đến đây thì nó bắt đầu trời tối là tôi phải bật đèn pin lên.
thì sau khi đi bật sau khi bật đèn pin lên thì tôi có ai ở đây không, làm ơn mở cửa ra xem nào, có ai ở đây không. Ôi dồi ôi, chết mẹ rồi, ông kia kinh đéo gì. Hôm nay chúng ta sẽ rất cần pin. Mẹ thằng già, đi đây. Tôi đi khóa đừng vào, đừng mãi mãi. Yeah. Ui. Đi đéo gì? Tất cả máu sẽ nuôi những con bò ở đây, đó là sự hy sinh. Xin con mẹ mày. Mẹ làm gì đây? Mẹ giết người à? Ui đó nhỉ. Ui ôi, lòng lợn tiết canh đây. Ổ thân em bò. Để chống chỉ định anh em là đang ăn nhá. Ui giời ơi, lòng lợn đấy. Ui giời ơi. Ui thì mẹ còn nhìn thấy cả giòi này, ruồi này, vãi nồi hình ảnh ruồi này. Mẹ thằng nó kêu ấy, thằng nó vừa bị chém à. Kẻ đóng vào đã. Mẹ à, ok. Ui. Cúng tế cái gì đây? Đó là cầm mẹ mồm đi, nếu hiểu. Đi mẹ. Đây là các hình ảnh của những đứa bé. Bây giờ chúng ta sẽ... Tổng mùn luôn quạng. Tổng mùn như mày. Rồi. À. Nó chưa gì hết pin rồi. Tao tan đi. Mình biết là có mùi nhá. Mọi người coi cả. Ôi, mẹ giỏi. Mẹ động giết trẻ con à? Máu rồi. Holy shit. Đây là những đứa trẻ bị giết đây. Mẹ. Kinh vãi nồi. Mẹ thiêu sống luôn ạ. À. Sợ vãi nồi. Ôi. Ôi ôi. Chị đi ơi. Ôi. Chị lép này. Sao chị cao này. Ôi đi mẹ. Rồi. The fuck? What the fuck is this shit? Đéo hiểu kiểu gì? Tôi thật ra là tôi vào đây tôi cũng đéo biết mình đang đi đâu nữa. Ở game dễ vãi nổi. Gì đây? Bỏ sữa à? Đau quá rồi. Đau quá. Cái gì? Oh my god. Làm sao? Làm sao? Thương nhau không? What? God wants to be dead. Okay. Okay. Ui. Con game này nó chân thật đến mức mà tao còn đau ở đầu gối khi mà thằng này nó ngã xuống đau ở đầu gối mẹ. Nhớ là tin được đó. Rồi. Đã có vẻ như là chúng ta vừa gặp mà chị gái ở đây. Chị gái bản địa, chị gái làng. Chắc là bây giờ chúng ta thì phải vừa tìm Lin và dẫn chị gái đến về nhà đúng không? Đấy, mày thấy chưa? Ngu ngon chưa? Ngu đi. Yeet. Đấy là sao ngu đi. Múc mèo khủng. Hey, chào em. Con chém mày, đủ quá. Thôi anh ơi, thôi anh ơi, thôi 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 thôi. Đủ má. Cho các bạn hết phần 1 nhé. Đủ má mà. Anh ấy mà thấy nó mất phải chạy thẳng qua, chạy qua nó luôn ý. Rồi ok. Chào em. Mày thấy biết nó đang chạy sao mày? Sao rồi? Mày quên làm ăn luôn rồi. Tao phải thấy nó ngồi đấy mà. What the fuck? What the fuck? What the fuck was that? Oh, we're gonna have to... Tụi mùn nha mày.
Yeah. Một bà già chết. Nhặt. Bỏ qua đi. My love. Ok, my love. Video, cậu có ghét chúa không? Cậu có ghét thế giới này không? Nhặt đi ôi. Bắt mày quay kìa. Hiểu rồi. Ok. 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 Kia có lúc cửa kìa. Ở đây này. Mày tương mắc khích nhỉ. New game. Ồ, có vẻ như là chúng ta đã xong một trang mới. Linh. Bây giờ không có Linh. Ồ, fuck luôn. Uầy, Việt sắp mẹ chuẩn vãi cứt. Ồ, oh, fuck. Ôi, DM luôn. Không bịt miệng lại. Linh. 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 Em yêu của anh. Thả Linh ra ra. Thả Linh ra ra. Mẹ mày. Linh của tao. Chúng mày đang làm gì Linh tao? Một con mụ. Pray with me, children. Có phải xuống dưới đấy? Oh my god. Kinh em. Có bức thư dưới à? Nhặt làm đéo đi. Xuống đéo lên được sao? Mở khóa. À, chìa khóa mở cửa. À, cửa kìa. Nó mà nhấn tắt thì cái gì kìa? Con đấy. À đây. Tổng hồn nha mày. Ai? Tự nhiên tao thấy game dễ vãi nổi. Khóa hết rồi. Linh. Ô. Oh, Linh. Oh. Linh. Đừng chạy em ơi. Linh. Oh my god. Baby. Đợi anh. Đợi anh. Đợi anh. Mày yêu. Chúng ta ở đâu? Ra khỏi đây. Bất cứ nơi nào cũng được. Không phải đây. Ok. Đi, anh sẽ dẫn em theo. Trời ơi, mày đi chạy thì gác mày còn đi bộ. Nắm tay nhau. Đây. Ngày chuyện câu chuyện tình Valentine của chúng ta. Dạ dày của em. Đâm à? Gì? Việt sắc chuẩn vãi cứt. Việt sắc không là câu nào. Nó còn đang thay đổi. I have to stop. Này. I just, I need help. Ôi, chúa. Jesus Christ, Lynn. Với Lynn. What's happening here? Cái gì ở đây vậy? Em nghĩ rằng anh đã chết. Máy bay rơi. Em nghĩ rằng là chúng ta đã chết. Oh my god. I'm here. Được rồi. Ở đây chúng ta. Bây giờ ở đây được chứ? I can't talk about it. Please don't ask me. They're coming. Chạy đi. Stay back. Rồi, chúng ta sẽ nhẹ nhàng. Fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! God, no! Úi ôi! Sao mày đấm tao? Đấm lại đi! Mày giết tao à? Yeah, để nó hiếp thế! Vâng, và chúng ta đang chứng kiến một phi vụ hiếp dâm tập thể ở khu đồng mạ. Úi dồi ôi! Rồi sao? Ui, đéo gì vậy? Vãi nồi người. Ui. What the fuck? Ui. Hiếp dâm. Tao thấy chúa. Cha tao trịch chúa của mày cho đến chết. Ui dồi ôi, ui, mọc mặt rồi. Ui. Vãi nồi mấy con điên này. Ui, ui, vậy quái quỷ rồi. Bà già. Bà già bà vừa thấy người cũ rồi đúng không?
Đéo phải. Bạn đâu đéo phải đây con dai. Tao muốn chia sẻ tình yêu. Ủa. Chào chị. Chị dai. Bố đéo yêu mày đâu nhưng tao thì có. Đúng rồi tình yêu à. Oh, bọn tao có mẹ. We have mother. I think I'll see you again. Tao sẽ gặp mày sau. Oh, oh mày à. Cao vãi cả nồi. À, mày đâm tao. Bú láo nhỉ. Đâu đi mà đấm ngay nữa. Thôi thôi. Oh shit, man. Nhặt cái pin đi. Cái pin đâu rồi? Ôi mà thế. Nhặt cái pin đi. Fuck were they? Call them heretics. Họ bị sát gì cơ tâm đấy. Call them mother. Chúng gọi Linh là mẹ ư? Nó không chỉ là sự bình luận của Christians. Hai bên. Rich và thứ gì đó khác. Có vẻ như là ok. Có vẻ như là ở trong cái thị trấn này thì có hai phe. Oh my god. What the fuck? What the hell? Má mày có mùi này. Chứ con đi mẹ mà. Nếu là chúng ta lại ở trong trường học rồi. What the hell? Tôi đang mơ. Ra khỏi trong trí. Tao đèn lên đủ má. Mình đéo gì sáng như này. Sáng như này mày vẫn còn sợ mà. Ôi trời, điện đâu đéo hỏi rồi. Có bị khóa. Một cậu bé với hai em bồ. Ui, mẹ đéo đi đường kia đâu. Chị đéo đi. Bắt mình đi ngay à? Đéo đùa nha. Sao mở thế? Gì đấy? Ui. Đúng má mày. Rồi. Mở cửa, đi thẳng thôi. Nói chỉ đi thẳng như cậu. Không. Một phân chuyện. Nghe nhỉ? Chạy thẳng lên nhá. Một, hai, ba. Ê, bố bạn ơi. Trẻ. Acid. Where are you now? Lin. Where are you now? Đi theo con đường máu là chúng ta sẽ đến đi. Gì? Chuyện mới đấy. Sạt tâm trí, sạt tâm trí. Đúng mới cửa. Đúng mới cửa. Ôi anh nào đây? Đó, người phía ngoài. Mắt cổ của đây. No. Not yet. But they'll do it if they find you out here. À. Vâng, và chúng ta đã gặp được một người tốt. Ethan. Are you one of them? And what do you want? Why AI trying to kill you? À, chúng ta đã gặp được một người không muốn giết mình. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều thứ để có thể được đức tin. Nhưng ông không phải là một trong những kia, những người dị giáo. Choáng choáng choáng. Không nói gì ngồi. Chỗ khi vợ tôi bị chấn thương, phải bỏ ra ngoài. Không phần nào thì cha có ép gả cho anh ta. Và nó còn chưa tới 15 tuổi nữa. Ui. Anh nói. Cái này gọi là gì nhỉ?
giao cầu với trẻ dưới vị thành niên 18 tuổi đi. Mệt mỏi với những câu chuyện ngu dốt. Tôi có thói quen hay kể lể về cuộc đời mình. Anh cũng nhận thấy đấy. Jane Doe, xin lỗi, con gái của ông. Cô ấy đã có 8 tháng hai bên tay, tóc còn cắt ngắn. Em biết con bé sao? Anh thấy con bé ư? Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây. Thế chỉ cần nói cho anh biết con bé nó vẫn ổn. Cô ấy ổn. Ồ. Một chiếc giường rất là êm ái. Sau những mệt mỏi thì chúng ta đã được nghỉ ngơi. Ok. Làm ơn đi Bách. Cậu đâu mất rồi? Lại nằm mơ lâm sảng rồi. Hú dẻo. Tôi không giấu gì cả. Sợ thằng bé thảo giải thích không phải tương lai. Mà là máu trong trái tim. Chị gái làng. Ôi giời ơi. Chạy áo tôi chạy đây. Ui mẹ thằng kia chết rồi. Ui ui. Hỏi cả nồi. Hỏi nồi. Chú không nghe người chết nói gì. Nguy hiểm nguy hiểm. Chết rồi sao hút mẹ mẹ. Chị ơi. Nhìn thấy em nhé. Chết rồi. Oh my god. I hope you find your daughter. Rồi. Và ok. Thì sau một trải nghiệm thú vị này thì mày có cảm giác gì? Game dễ. Giảm 30 game mày tao luôn sợ. Rất chi là giảm rồi. Ok. Và đây. Ngày hôm nay của chúng ta chơi đến đây thôi. Nếu như anh em nào mà thấy hay, hãy like và subscribe ủng hộ kênh cho tôi nhé. Và ok, tôi sẽ tiếp tục chơi con game này để cho đến khi nào nó phá đảo thôi. Ok, chúc các bạn có một ngày tốt lành và vui vẻ. See you again và hẹn gặp lại. Bye bye.